Rồi tiếp tục hôm nay chị hướng dẫn ráp cái quần ha. Cái quần mà mình đã cắt xong rồi đây. Cái bộ đồ quần ống rộng của mình ha. Bộ đồ này là hiện tại thì là nói là đồ mặc ở nhà, chứ thực sự đồ này mà mai cái quần lẻ như thế này, cưng chọn một cái áo lẻ cưng mặc lên đi sớm rất là đẹp luôn. Rồi xong hôm nay chị hướng dẫn là chị ủi keo ha. Thì ở đây chị sợ mất thời gian của mấy đứa cưng, chị đã ủi trước rồi. Thì ủi miếng keo thì như thế nào, từ ở dưới miếng lai này cưng lên lai bao nhiêu thì cưng bỏ lên bao nhiêu cưng ủi. Chị thì hôm đó là mình cắt mình chừa 3 phân lai, nhưng mà chị dắt sổ chị chém lên hết một tí xíu rồi, với lại chị định là chị thêu tự động, cho nên là nếu như bạn làm cái bảng lai lớn quá thì nhìn nó sẽ không có duyên, cho nên là chị chọn làm lai 275. Thì chị chém lên hết một miếng, lúc chị dắt sổ á chị chém ngắn lên được một chút xíu đó, ra là chị lên lai bên lớn đây. Thì là mình cắt cái miếng keo ha, cưng cắt cho chị miếng keo là 1,5 để cưng ủi vô cái lai. Thì ở dưới đây mình bỏ lên 2 phân, thì mình ủi một miếng keo ngang. Keo thì mình chọn keo này, keo này là keo vải nha, chứ ý, xin lỗi, keo là keo giấy nha, keo giấy chứ không phải là keo lụa nữa nha. Bởi vì sao, là bây giờ á, là cái vải của mình chọn cái chất liệu á, nó rất là yếu, cưng nhìn nè, nó rất là yếu, nó giãn với lắm giãn luôn, nó yếu. Cho nên á, nếu như mà cưng cưng không ủi keo á, không ủi keo lai á, thì chừng nữa cái độ giãn nó cao quá, khi cưng thêu tự động ngang, cưng thêu ngang đây, cưng chạy tự động ngang á, nó sẽ bị giạt ra, nó không có đều, cho nên mình phải ủi keo. Thì ủi keo á, thì chị nhắc mấy đứa cưng á, là như mấy chị mà lành nghề rồi thì em không dám ha, còn cái này em hướng dẫn cho mấy bạn mà cần học ha. Thì là như thế này, mình á, mình pha phối keo á, không phải lúc nào thun á, là mình phải nhất định phải xài keo lụa, hoặc là nhất định phải xài keo giấy, hoặc là nhất định phải xài keo vải, nói chung là vân vân nhiều thứ keo lắm. Cho nên á, là cái trong trường hợp khác nhau mình phải sử dụng keo khác nhau, cùng một chất liệu vải nhưng phải sử dụng keo khác nhau. Ví dụ là cái vải này mà mấy đứa cưng đem ra, mấy đứa cưng may đồ pyjama, thì mấy đứa cưng hãy chọn keo lụa giống như là chị hướng dẫn bên cái bộ pyjama nha, chọn keo lụa để xài. Mà nếu như mấy em chọn để mấy em thêu, ví dụ như bây giờ cái quần này là khách mình á, cần là thêu hoa văn lên đây, hoặc là thêu hình gì đó, hình thú gì đó lên đây, thì mình hãy xảy sử dụng keo giấy như thế này để mình xài. Còn nếu như tại vì keo giấy là cái mục đích của keo giấy là nó không giảm, nó giữ êm đúng nếp cho mình. Còn nếu như mà cưng ủi keo lụa thì cưng căng lên, lấy bằng căng cưng căng lên, nó sẽ bị giãn giải ra, nó hư cái áo mình nha. Còn nếu như mà cái bâu hoặc là những cái nẹp cổ á, thì mình cần xài keo lụa để cho nó có cái độ đàn hồi tương tự như vải mình, mặc cho nó đẹp hơn. Còn ở đây thì cái lay quần này chừng nữa là chị chạy tự động, cho nên là chị cần không có giãn, không giãn càng tốt, thành ra chị mới xài keo giấy như thế này. Thì keo thì cũng dễ ha, mấy đứa cưng cứ đặt lên cái thân quần, đặt thẳng lên keo, đặt thẳng lên như thế này, xong thì mình cứ đánh dấu, mình cắt theo cái chiều cong của cái lai, tại cái lai là lai cong nha, chứ không phải nó thẳng nha. Cắt theo y như vậy, đánh dấu cắt theo y, rồi cưng cắt một cái lớp, hai lớp. Một cái ống quần á, thì cắt đủ giáp cái ống quần cho mình là 1,5, giống như vậy rủi vô. Thì hai ống quần thì cứ cắt đủ hai ống quần ủi vô thôi ha. Chị không có ủi, tại vì ủi mất công tốn thời gian của mấy đứa cưng á, thì chị chỉ nói keo rất là rẻ luôn, keo này rẻ hơn keo lụa luôn nha, nó không có độ giãn nè, nó hoàn toàn không có độ giãn. Nhưng mà keo này là keo giấy mỏng nha, có loại keo giấy dày nữa nha, cho nên này là mình chọn keo giấy mỏng mình xài, mà nó có màu trắng, màu kem, màu đen đầy đủ ha. Mình xài cái nào nó hợp, màu nào hợp thì mình mua mình xài màu đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô thì bây giờ chị hướng dẫn là bây giờ là cái miếng vải viền hôm trước mình cắt nè ha. Thì bây giờ cái miếng vải viền mình là có bề mặt và bề trái, bây giờ mình úp bề trái vô mình may một đường trước. Mình may một đường bình thường thôi ha, may một đường bình thường. Thay vì mà mấy đứa cưng không quen, mấy đứa cưng lược tay đó, lấy kim mai tay lược đó, mà lấy kim mai tay lược nó sẽ mất thời gian, giờ chị cho may trên máy luôn. Rồi mình may xong một đường rồi nè ha. May xong rồi, bây giờ mình may vô cái túi đây. Bây giờ mình chuẩn bị cái túi. Đây, cái túi ở đây là thân trước ha. Thân trước thì mình khoét cái túi rồi nè. Trong trường hợp mà mấy đứa cưng may cái túi quần giống cái túi quần tây của mình, không viền, không có viền cơi thêm một cái miếng vải này, thì mình may cái túi bình thường, thì chừng nữa mình bẻ vô như thế này, thì mấy đứa cưng hãy ủi với chị miếng keo lên đây. Cũng cắt keo ủi lên cái miếng này, cắt sát miếng này nè, ủi bằng cái miếng này nè, 1,5. Ủi giống như thế này nè. Thì khi nó cưng bẻ vô cưng may,
đây cưng bẻ vô cưng mai cái túi, cưng dặn đường chỉ lên đây luôn, nó sẽ không có bị giãn, nó không bị đùng nha. Nhưng mà cưng viền nó đẹp thiệt, cưng ý cưng cưng mai thẳng như vậy nó đẹp thiệt, nó sát thiệt, có keo nó đẹp thiệt. Nhưng mà mặc một thời gian nó sẽ đứt cái chị đường chỉ dằn này, tại vì cái dải nó có độ giãn mà cái tay mình đôi khi mình lấy mạnh tay mình gấp á, mình xài nhiều nó sẽ tét chỉ, cho nên nó không có bền bằng cái cách viền nha, viền mặt nó bền hơn. Cho nên là chị sẽ viền. Bây giờ mình quay bề mặt của thân quần lên. Đây ha, chị quay bề mặt thân quần lên xong thì cái lớp này mình nhập đôi lại thì bề nào cũng là bề mặt hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ có nhiệm vụ mình kê vô mình may thôi. Đây mình kê vô mình may, mình may lấn vô hơn cái đường chỉ này nha. Cái đường chỉ hiện tại nó nằm ở đây, mình may lấn vô thêm tí xíu. Đây rồi mấy đứa cưng nhớ nè, lúc đó là chị cắt cái miếng vải này nó tương đương với cái đường xéo của cái túi mình nè. Bây giờ cưng may cưng phải cho nó dư ra cho chị 2 phân. Đây tức là như vậy. Nè cưng kéo lên cho nó dư cái phần này ra ngoài. Chứ đừng có để bằng nha, để bằng thì cưng may xong nó rất là đẹp. Nhưng mà khi mà mình may xong rồi cái túi mình nó bị giãn, nó nhảnh ra. Rồi bây giờ là may làm sao thì bắt từ ở dưới đầu nè, mình may lên để tự nhiên nè. Để tự nhiên may một phân đầu tiên không căng. Mình không căng cái dải nào hết, một phân đầu tiên. Rồi tiếp theo là bắt đầu mình căng nè. Đây mình căng nè ha. Rồi một phân cuối cùng mình không căng nha. Một phân đầu tiên và một phân cuối cùng mình không căng. Mình chỉ căng ở đoạn giữa. Rồi đây, mấy đứa cưng mai xong thì mấy đứa cưng sẽ nhìn thấy cái bề mặt mình á, cái bề miếng viền mình thì rất là thẳng rồi đó, nhưng mà cái bề trái của mình nó sẽ nhăn như vậy đây nè. Nhưng là nhăn như vậy là đúng đó nha. Mấy đứa cưng mai không nhăn mới là không đúng nha. Rồi chị mai xong mấy đứa cưng sẽ quan sát. Tại vì chị mai như vậy để mà khi mình mai thêm một lần thứ hai rồi mình ủi nó là nó sẽ trở lại vị trí ban đầu đó. Nó mặt nó sẽ ôm vô trong người. Để tiền nó sẽ không bị rớt. Rồi tiếp theo. Tiếp theo chị sẽ đặt cái dải lót túi vô. Cái dải lót túi nè, đang bây giờ nè ha. Đang bây giờ là ở đây là bề mặt nha. Ở đây là bề mặt nè. Rồi mình đã may cái sợi dây vô xong rồi thì bây giờ tiếp theo nữa là mình úp bề mặt xuống. Mình lấy cái miếng vải lót túi nhỏ mình úp bề mặt xuống. Rồi mình úp bề mặt xuống. Rồi mình bắt đầu mình đặt y như vậy, mình may mình kéo y như lúc ban đầu mình may. Đây. Úp bề mặt rồi mình theo đường cũ nha. May theo cái đường mới thì mình may nha. Còn nếu như mà mấy bạn quen, mấy chị quen tay thì mấy chị cứ kê 3 lớp mang lượt. Còn như em hướng dẫn này là tại vì em hướng dẫn cho mấy bạn mới vô nghề nha, cho nên mấy bạn biết may rồi thì mấy bạn cứ nhập vô may một lượt luôn. Còn mình làm từng công đoạn để cho mấy bạn mới học nghề mấy bạn cũng vẫn làm được. Rồi mấy đứa cưng cứ so lại bằng nhau hết, mấy đứa căng căng ra may, so các lớp bằng nhau hết. May giống y như cái đường mới lúc nãy mình may. Nhớ là 3 lớp, 4 lớp này, 3 lớp này căng bằng nhau nha. Không có cho lớp nào dài, lớp nào ngắn hết, bằng nhau hết. Rồi xong mình lợi mối. Thường là chị có chuẩn bị một cái miếng vải nhỏ, vải dụng ha, để mà chị mai như thế này. Mục đích của mình là khi mà mình mai nối giữa cái đường mai này qua đường mai kia, nó liền mạch luôn. Mà nó ít ô tốn chỉ, nó mình kéo chỉ ra dài nó hao chỉ hơn. Với lại mình mai như vậy, thí dụ như nó cái chân vịt mình nó có xét vậy, nó dính ngoài miếng giấy dụng trước, mình thử giống như mình thử trước vậy đó. Rồi nè ha, xong thì khi mình mai vải lót túi xong nè, nó vẫn còn rút nè ha. Bây giờ bắt đầu mình bỏ chỉ vô trong, mình dằn miếng túi nè. Là nếu như mấy bạn mà có máy dít dắt thì mấy bạn đem lên, mấy bạn dằn dít dắt lên đây cho mình. Dằn cái đường dít dắt lên đây nó rất là đẹp ha. Còn mấy bạn không có máy dít dắt thì mấy bạn mai đường thẳng. Bây giờ ở đây mình mai đường thẳng luôn nha. Để thôi làm cái nào mình cũng sẽ dứt dắt hết thì mấy bạn không có máy mấy bạn sẽ xài nó khó, sẽ may nó khó. Mấy đứa cưng ma chú ý nha, cái những cái lớp phía trong đây nè,
Đây là những lớp phía trong này nè, tại vì có một cái lớp mình cắt dã ngang là nó sẽ dễ bị cuốn này ha. Mình phải chỉnh nó ra, mình sửa nó ra đừng để cho nó cuốn nha. Rồi mình hả căng ra mình may. Chứ nếu mấy đứa cưng để nó cuốn thì mấy đứa cưng may trong nó lấn cấn ở ngoài nó sẽ không đẹp nha. Rồi mình dằn một đường 5 ly, 3 ly thì tùy ý mình thích dằn đường chỉ thế nào thì mình dằn thế đó. Chị dằn một chân vịt ha. Rồi chị sửa bên trong nè ha. Tại chị may cho mấy bạn mới vô nghề thì nó chậm như vậy nha. Chứ mình may chậm như vậy thì lâu xong bộ đồ lắm. Tại vì chị hướng dẫn từ từ để cho mấy bạn mới dễ tiếp thu á, dễ làm theo. Tại vì có nhiều bạn á, hồi thời còn trẻ không có đi học được, không có thời gian đi học, rồi bây giờ có em bé rồi ở nhà không có chuyện làm nhưng có dư thời gian đó. Thành ra là mấy bạn muốn tập tành may cho cha cho mẹ cho con cái ha. Thành ra là mình mới làm cái này để mà mình hướng dẫn cho chị em. Rồi mình may tới cho tới hết đường ha. Cho hết đường dài túi của mình. Đây rồi mình dư cái mấy cái phần thừa này dư là mình cắt bỏ luôn nè. Đó. Rồi phần dưới này mình cũng cắt cho gọn ha. Đây cái túi khi chị đã dằn xong. Nó còn hơi rút nhẹ nha, nhưng mà khi mà mình ủi ra rồi mình mặc căng lên người một cái là nó rất là sắc nha. Còn mấy đứa cưng mai xong mà thẳng băng tức là xấu đó. Mai xong mà thẳng băng nó không có còn cái độ rút như thế này là khi mà cưng mai lên xong rồi cưng mặc là cái này nó sẽ nhảnh ra, nó sẽ xấu nha. Rồi cưng nhìn bề trái của mình đây, chị cho xem đây. Nè cưng nhìn bề trái của cái vỏ lót túi mình là nó hoàn toàn là nó không có lụng dụng nè. Nó ướm vào trong hết rồi, bây giờ cái đường mai mình nó đã ướm trong đây rồi. Rồi xong tiếp tục ha. Đây tiếp tục mình làm thế nào. Tiếp tục mình đặt cái miếng vải. Mình đặt cái miếng vải lót túi phía dưới mình vô. Để mình tạo cái đáy túi cho người ta xài ha. Đây mình đặt vô. Đặt vô thì lúc mình cắt đã bằng rồi. Rồi chị lưu ý như thế này nè. Là cái đáy túi mình nè ha. Đây. Ở đây là chị mai cho bạn này xài bình thường ha. Còn nếu như cưng mai cho các chị á, cho các chị hoặc các mẹ mình mà hay có đi chợ búa mà đi mua bán rồi, hay là mình có đi mua sắm gì đi đâu sợ là nó rớt tiền rớt đồ điện thoại ha, tụi cưng sẽ may cho chị ở trong đây một cái túi con ở trong đây. Đây ở tầm này mình may một cái túi con, may hết đường ngang đây cũng được, còn hoặc là cứ mấy cưng chỉ may một đoạn mới lớn này cũng được. Thường là chị may nhỏ nha, may túi đồng hồ đó. Đây là khi cưng cắt một miếng vải bề lớn, cưng may vô cái túi vô bề lớn này nè. Ngang đây thì cũng vẫn tra cái sợi dây kéo nha. Ngang đây tôi cưng tra cái khúc dây kéo nhỏ ngang đây giống như cái túi quần vừa rồi chị hướng dẫn đó, cái áo cái quần bà lai cho các mẹ mình đó. Cưng tra dây kéo từ đây qua đây, cưng đắp một cái túi nhỏ lên từ đây đến đây nè, cái túi hình chữ nhật nhỏ. Thì khi mà mình may vô bên trong đây, đây là cái túi nằm phía bên trong nè. Đó khi các mẹ mình bỏ tiền vô, mật là tuy là cái túi xui nhưng các mẹ mình sẽ hé lên đây thì nó có một cái sợi dây kéo, các mẹ mình kéo nhẹ ra thì để tiền vô trong đây kéo lại là không bao giờ lọt ra ngoài ha. Còn ở đây chị may cho bạn trẻ thì chị không có làm cái đó, tại vì mấy bạn nói chung là mấy bạn không có cần thiết phải làm cái đó, mấy bạn đi đâu mấy bạn có cái ví rồi. Mà mình may cho các mẹ thì mình có ý nha, các mẹ rất là cẩn thận về tiền bạc. Rồi xong khi mà mình đã may cái túi bên trong rồi ha thì tiếp tục mình ráp cái đường vòng đã cái túi này lại. Thì mai mốt chị cũng sẽ hướng dẫn có cái túi con như thế này luôn, nhưng mà bây giờ thì chị chưa có làm tại vì bạn này không có yêu cầu làm cái túi này. Rồi mình sẽ may hai cái lớp này dính lại. Hai cái lớp này thì nó có cái cách may nữa là mình may mình lộn vô trong luôn, mình lộn mình giấu đường chỉ vô trong luôn, nhưng mà ở cái dải thun thì mình không cần ha. Mình chỉ cần may như thế này là được. Rồi cái chỗ này. Cái chỗ này thì mình qua bao nhiêu thì mình khỏi cái cần tính đâu, tại vì hôm đó mình cắt chính xác ngang đây nè, mấy đứa cưng nhớ không? Đây là cắt chính xác ngang cái lưng của mình nè. Đây là cái thân quần. Đây là cái dải lót túi hôm hỏi mình cắt chính xác tới đường ráp đáy mình nè. Thì bây giờ mình cứ để đo đụng đường ráp đáy của mình vô đây bao nhiêu thì may lên tới đây bao nhiêu. Chứ mình không cần phải tính toán làm chi cho nó phức tạp. Không quen thì tụi cưng, không quen thì tụi cưng lượt ha. Còn chị quen thì chị khỏi. Rồi mình may một phân ha. Mình may một phân.
may một phân cái miếng dưới á ha, canh theo miếng dưới mình may một phân cho tới hết cái túi. Rồi đây nè, con thấy đường may không đó nè, nó cắt nhiêu nhiêu nè, đừng có may meo, may meo có thể nó dễ bị ruột á. Rồi mình mang cái túi mình xong đây, chị ướm qua cho sang bề trái của mình đây. Nó tương tự cái túi quần tây nữ ha, bạn nào có học cái quần tây nữ rồi bạn biết đây, ý là chị nói đây là nó bằng ý đây nè. Yeah. Đó rồi mình làm xong hết rồi, bề trái mình xong hết rồi ha, đây bề trái mình xong hết, bây giờ bắt đầu mình làm bề mặt. Đây bề mặt bây giờ mình sẽ kết đây một dấu nha, ở đây không quen thì mấy đứa cưng mai tay nha. Cái này chắc chị đi ủi trước một cái để cho mấy em nó dễ hình dung á Phúc. Yeah. Chị mời chị bật bằng ủi chờ chị xíu nha, để mấy bạn không hình dung được cái độ giãn như thế nào. Cái này chút xíu nữa mình ủi mình mới tiếp tục. Cái đường này thì chừng nữa mình tới chừng nào mình ráp quần mình mới ráp đường này, cho nên bây giờ mấy đứa cưng cứ để tự nhiên cho chị. Nó không giống quần tây, quần tây thì mình đạp dính cái này xuống luôn, nhưng mà bây giờ cái này là mình không có làm dính luôn, mình làm riêng. Kết vô luôn ha. Đây mình kết cái miếng này vô luôn. Giống như mình lượt vô thôi, mấy bạn không quen thì mấy bạn cứ lấy kim ghim hoặc là lượt cho nó dính vô, còn chị quen thì chị lên đây chị mang cho nó dính lại chỗ này luôn. Rồi phần trên này thì đã chị ủi xong rồi, rồi đầu mình dằn ngang da này cho nó dính vô, ngang ngang cái lưng này cho nó dính vô. Nhà chị ủi cái nha, để không thôi mấy đứa cưng thấy nó dùng chỗ này một chút mấy đứa cưng không quen nó chướng mắt lắm. À ủi luôn. Cái này chị định nhấn bên này ủi luôn. Và chị nhấn cái bên này đi ủi luôn. Tại giải thun thì mình không có ủi cũng sao, tại mình không có mổ túi cho nên không ủi trước cũng được, nhưng mà cái túi này chị ủi để cho mấy đứa cưng nhìn thấy cái độ ôm của cái túi. Cái ben thì mình nhắn bình thường ha, giống như là cái quần tây của mình, giống như cái quần ống xéo áo dài của mình ha. Nhưng mà mấy đứa cưng mai có ý nha, có ý nha, mai căng ra như chị đó ha, chị mai căng ra chả đựng đứt đó nha. Yeah. Chú ý còn chỉnh chỉ thì không biết cách chỉnh thì hỏi chị sẽ chỉ cho chỉnh. Rồi giờ mình qua mình ủi cái này xíu cho ta. Đây cái túi của mình ha, bây giờ trước tiên mình ủi về trái nè. Chị luôn luôn lúc nào chị may chị cũng ủi về trái trước. Ủi về trái xong rồi chị mới quay lại bề mặt. Bên trong đẹp rồi bên ngoài nó mới đẹp. Chị chọn chỉ cho cố tình chị chọn nó lợt hơn một tí xíu để mà cho thấy đường may á, cho mấy đứa cưng dễ hình dung. Chứ đường chỉ mà nó không tiệp y là may lên là cái lỗi nhiêu là nhìn thấy hết. Rồi mình ủi về trái nè ha. Ủi bề trái nha, bề mặt hồi phớt nhẹ lại thôi chứ bề mặt đừng có tha tới tha luôn, nó sẽ bóng nha, cái dải màu đậm nè. Rồi bề mặt túi đây nè ha, chị chỉ hà hơi ha, mình không có tiếp xúc cái mặt bằng ủi mình xuống. Nhớ là mai nó bị hơi nhăn chút xíu là đừng có lo sợ gì hết nha, chút xíu là mình mặc vô là nó sẽ thẳng, nó đẹp, nó không có rớt đồ trong túi mình ra. Còn nếu như mấy đứa cưng mai thẳng là nó không đúng. Đây bây giờ mình đã ủi xong rồi đây, cưng nhìn thấy rõ không, tại vì cái màu hơi tối ha. Yeah. Đây nó rất là ôm luôn, khi mà mình mặc lên, khi mà mình mặc vô người nó ôm, cái quần mình nó ôm, nó sẽ căng ra, nó ôm sát, nó ôm sát vô người. Yeah. Nó không bị phì. Rồi tiếp tục ha, chị ủi cái ben nhũ một cái rồi đi về bản ráp tiếp. Cái bên nhũ thì mình cũng như thường lệ mình ủi qua bên đáy. Cái bên bên cái bên xin lỗi cái bên sau mông, chị kêu cái bên nhũ nào dài ghế cho chị gọi cái bên nhũ.
quần này ráp rất là mau, mà tại vì chị hướng dẫn cụ thể đó, chứ hướng trình mình quen tay mình lên may nhanh lắm. Rồi cái túi mình giờ tạm thời là đã ổn rồi, mình kết thêm một dấu nữa là xong. Đây bây giờ là hiện bây giờ là cái túi mình nó đang hụt dưới này ha, nó hụt so với miếng vải lót nè. Phương thấy nó hụt không? Phúc nhìn thấy hụt không Phúc? Dạ, thấy gì? Đây nó hụt nhiêu nè. Dạ. Cho nên là mình kéo cho bằng luôn nha, không để hụt. Mình kéo cho bằng ra mình kết luôn. Ở phía bên đây thì cho nó bằng rồi. Rồi trên đây mình kéo cho nó bằng lên, không để nó hụt. Rồi chừng nữa mình mặc lên trên người là nó vừa. Dạ. Còn nếu mình may nó bằng y chang luôn á thì nó đẹp, tuy cái lúc mình may xong mình nhìn thấy nó đẹp nhưng mà tới khi mặc lên người nó bị phì. Rồi giờ trước mắt là mình có chỉ có làm một chút xíu chỗ đây thôi. Cưng may qua tới bên kia luôn cũng được, nhưng mà chị thì chị may khác một chút để chừng nữa thì chị sẽ giải thích. Đây bây giờ mấy em may từ đây qua đây luôn được nè. May dính xuống đây luôn, may dính xuống đây luôn được nha. Dạ. Nhưng mà chị không may dính, chừng nữa chị có may cách may của chị nó khác, chừng nữa chị sẽ hướng dẫn mấy đứa cưng cách may đó để nó khéo hơn. Cái bề trái nó không có tùm lum. Rồi bây giờ mình ráp đường sườn. Ráp đường sườn ống quần thì bây giờ ráp đường sườn thì cũng như thường lệ, hai bề mặt mình úp với nhau. Hai bề mặt mình úp với nhau, mình bắt dưới lai mình may lên ha. Bắt đầu từ lai mình may lên. May khoảng tầm 1 phân. Tại vì hôm đó chị chừa đường may cứng 1 phân. Cứng 1 phân nhưng mà khi mà mình dắt sổ là nó hao hụt lại rồi ha. Rồi bây giờ mình ráp đường dài nha, bây giờ mình đo tổng đường dài luôn, mình ráp luôn nè. Cái này là may, nếu như mà cái quần ống đừng có to quá, đừng có to quá nha, là mấy bạn mua các hàng mấy bạn may cũng được nữa. May quần lẻ để các mẹ mình mặc rất đẹp lắm. Nhưng mà đừng có ống to quá, tại ống to thì mình phải chọn cái dải rũ. Còn cái ống tương đối xòe nhẹ thôi, kiểu như nó hơi loe nhẹ ra thôi thì mình xài các hàng vẫn được. Chị may đường may 1 phân nha. Hôm đó là chị chừa hơn 1 phân nhưng mà tại máy dắt sổ gắn cái dao mới á, cho nên nó chém đẹp quá rồi chị cho nó chém nhiều vô chút á. Mình chỉ may thục lại chút cho nó đều giống như lúc ban đầu. Bảo đảm nó bằng nhau ha. Rồi tiếp tục. Cái này thì mình ráp một khúc mà mình cũng dừng, mình ráp tới cái đường túi rồi mình dừng. Nếu mình ráp lên trên luôn thì mình ủi nó phải ủi qua một bên ha. Còn cái này chị cho ủi chẻ hai để chị lấy ra là chị sẽ chỉ kỹ. Lại mối. Xong mình cắt ra. Chỉ dưới nó bị kẹt cái gì nữa rồi. Đây ở dưới lai cưng may lên bình thường ha, may đường thẳng 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 lên. May lên tới đây mình dừng nè. Nè tới cái túi của mình nè, tới miệng túi của mình nè. Phương thấy không? Từ cái miệng túi của mình nè, bỏ xuống đây tầm 2 phân 3 phân. Dạ. 2 cũng được, 3 cũng được nha, chị không có bắt buộc là chính xác bao nhiêu. Nếu như cưng muốn may ủi đường may qua một bên luôn rất là dễ nè, thì cưng may dính cái nẹp này vô luôn. Dính cái thân này vô luôn. Đây dính từ ở trên mình dính tới ở dưới luôn. Dạ. Thì chừng nữa mình chỗ này nó kẹt lại nè, mình ủi qua một bên. Dạ. Còn giờ chị không muốn ủi qua một bên, chị muốn ủi chẻ hai đường may ra cho nó đúng. Nè ha, chị muốn ủi chị chẻ hai đường may cho nó mềm cái ống quần của mình. Thì bây giờ là đường may ở dưới mình may lên nè, mình may lên sắp tới cái túi mình nè. Sắp tới miệng túi mình, còn 2 phân mới tới miệng túi hoặc 3 phân mới tới miệng túi. Thì mình bấm một dấu. Đây chị bấm một dấu đây. Đây chị bỏ từ ở trên đường lợi mối của mình xuống 5 ly chị mới bấm nè ha. Mà bấm không có bấm đứt đường chỉ nha, cưng bấm lơi ở ngoài. Rồi cưng sẽ chẻ đường may này ra sẵn luôn. Chẻ đường may sẵn rồi cưng phủ cái này lên. Rồi thì cái đường may mình dưới mình ủi chẻ vô tư. Yeah. Rồi bây giờ mình đã chẻ ra mình phủ lên rồi, giờ mình may cái đường phủ này mình cầm lên y như vậy luôn, mình để y như vậy luôn. Rồi mình úp ngược cho xuống mình may. Đây,
rồi mình may theo kế cái đường chỉ lúc hồi nãy thì là xong, không có gì khó hết. Lại mối ha. Cưng mai kế đường chỉ ha, kế đường chỉ không có phải may bìa ngoài đây. Mình may bìa ngoài đây là không đúng, mà mình lọt lên đây không đúng nha. Mình may kế mí chỉ nhưng mà kế phía bên đây nè. Kế phía bên này kế vô. Chứ đừng có may ba hồi leo qua ba hồi leo lại ha. Rồi cứ may kế mí chỉ đó luôn. May cho tới ở trên. Tới hết chiều dài quần mình ha. Đi ngang cái miệng túi có ý nè, lại mối một cách. Rồi mình đi qua luôn. Lại mối đầu ha. Rồi mấy đứa cưng á, là tại vì chị hướng dẫn cái kiểu này là nó hơi phức tạp một chút. Nó hơi phức tạp là ở cái chỗ mà mình chẻ hai nè. Nè thấy không, giờ chị may xong là đường may nó tự chẻ hai rồi nè. Còn nếu như mấy đứa cưng không quen thì cứ may ráp dính vô luôn. Thì chừng đó ủi cái này nó quăng bên. Không có sao hết. Có nhiều bạn á, cứ nói là chị hướng dẫn may chẻ qua vậy khó quá em không nhớ. Thì không nhớ cũng không sao ha. Rồi bây giờ là chị thường á, là chị may đồ là chị rất là kỹ nè. Là chỗ này nè, là thường là mình phải chấm thêm một đường. Mấy đứa cưng nhớ á, là cái túi mình xong rồi nè, khi mà mình bỏ đồ vô nè, là cái vị trí tép là nguyện ngay đây nè, yeah. Là bị hư trước tiên ha, cho nên là mình dặn một đường trên đây. Mình lại mới dặn một đường chỗ này để bảo đảm là cái quần mình, khách mình mặc nó sẽ không bị đứt. Lại mối ngay cái chỗ mà nhìn nó hay đứt đó. Đây, chị lại mối xong rồi đây. Thấy không, thấy cái đường chỉ còn cũng chỉ nè. Đó, mình may như vậy là bảo đảm chỗ này đã may kỹ, không bao giờ đứt nữa. Bởi vì chị, khách của chị đến may đồ là không có bao giờ mà khách nó không có bao giờ mà dám đem cái vải bình thường lại may chứ, nó uổng công quá. Rồi xong ha, xong cái túi rồi, một lát nữa mình ủi là nó sẽ thẳng phiêu mặt lên, nó sẽ đẹp ngay thôi, nó không bị gì hết. Rồi bây giờ mình ráp cái đường phía bên đáy cho xong luôn, đường sườn ống phía bên đáy. Rồi mình sẽ đi làm cái lai. Mình cho hai bên bằng nhau, mình may một phân mấy đó, cứng một phân đó. Bình thường mình may cho đến hết cái đường sườn này. Cái này thì dễ quá. Mà tại vì chị hướng dẫn thì chị phải hướng dẫn hết. Rồi tới cái lai ha. Cái này cũng y như cưng có để ý, mấy đứa cưng mới vô để ý chị nè nha. Đây, nắm ngay cái đường may lên cái đáy quần mình, so cho nó bằng đường cuối cùng nè. Từ lai lên đáy quần cho nó bằng, căng ra. Đây căng ra nè. Tụi cưng thấy không, chị căng ra nè, cái chị sửa khoảng chừng 7-8 phân. Chị gộp lại một dấu 7-8 phân. Chị nhắm cho nó bằng, chị gộp lại một dấu. Nó cứ y như vậy, cưng làm cho tới hết cái chiều dài quần. Ráp đầm cũng vậy nha. Mấy đứa cưng mà ráp đầm, mấy cái đầm 7 mảnh đó, mấy cái đầm xòe 7 mảnh đó, thì mình nên ráp như vậy. Những cái đường chai dây kéo đó là mình nên làm như vậy để mà bảo đảm nó bằng nhất, nó không có so le. Còn mấy đứa cưng mà lùa từng phút hồi cuối cùng là bị đùng à, bên dài bên ngắn. Còn may như vậy là bảo đảm nó đều ha. Đó, chị may một phút cái chị buông ra là cưng thấy nè, cái ngón tay của chị nè ha, cái ngón tay này là chị để im luôn, lúc nào chị để im nè, mấy đứa cưng nhìn đi, để im ha. Chị buông ra một đoạn xong chị may, chị may gần hết, chị lại giữ im ngón tay đó, chị buông ra một đoạn chị may tiếp. Tức là trước cái mũi kim của chị là cái canh chỉ nó không thay đổi. Bây giờ chỉ dưới nó có vấn đề rồi, chị chỉnh chỉ cái mới được. Đố chỉ nó vụt ra ngoài luôn, nó lọt ra ngoài, nó không còn nằm đúng vị trí của nó. Nó trốn nhà đi chơi. Tại mình vô suốt hơi đầy á, cái nó dễ bị lọt á. Mình chấp chỉ, mình chấp hơi xa nha. Mấy đứa em nhớ nè, chị dừng đứt chỉ ở đây nè, mà chị chấp tuốt đằng đó đó, cách nhau khoảng 4 phân hoặc hơn á, cho nó chắc chắn không bị vụt, khách mình mặc không bao giờ bị vụt. Chị chỉnh lại y như lúc ban đầu ha. Giờ mình may tiếp nè, mấy đứa cưng nè, cái ngón tay này nè
luôn luôn là phải để trước mũi kim mình, mà mình căng cái dải ra, mình tì cái dải mình xuống đó, mình tì cái dải mình xuống, mình đừng có buông nha, đừng có buông ra. Rồi xong tiếp tục thì mình buông cái lớp trên này ra một đoạn, thì mình tiếp tục mình tì y như vậy luôn, mình không thay đổi cái vị trí tay là kiên định luôn đó, mình may cho đến hết đường luôn, trừ ra trường hợp mà giống như chị mới thì phải dừng thôi, chứ thôi là cương phải may hết cho nó hết đường luôn, cái đường kim mình nó mới thẳng. Rồi lại mối ha, đây đường kim mình cương thấy dải thun mà mình may như vậy nó mới thẳng được, thẳng bằng à. Còn nếu mà cương cái đường may mà cương dời, cương ngưng, cương để tay thoải mái là cái đường may mình nó sẽ bị cong nhẹ, giận giận sóng vậy đó, nó không có đẹp. Rồi ha, mình ráp xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị tới cái phần lai. Cái quần này mấy đứa cưng có quyền không làm túi xéo này luôn nha. Thích không may túi thì cứ may bít lên thôi, khỏi cần may túi. Mà thích may túi kiểu nào thì cứ may túi kiểu đó thôi. Nhìn tay chị hướng dẫn túi này cho nó trẻ chung. Rồi xong tới cái lai ha, cái lai thì mình lượt lên. Cái lai này thì phải lượt nha, chị cũng phải lượt nữa. Tại vì mình tới làm cái này thì mình phải kỹ. Chị lượt nhưng mà chị lượt cái kiểu đơn giản chứ chị không có lượt cầu kỳ quá, nhưng mấy đứa cưng thì phải lượt hơi kỹ hơn chị chút xíu. Tại vì mấy đứa cưng mới vô nghề thì hơi kỹ xíu. Không quen thì mình đánh dấu trước. Mấy đứa cưng sẽ đánh dấu lên hai phân, lấy thước nè. Lấy thước là đánh dấu xa xa một dấu rồi mình lượt ngay dấu ha. Còn chị làm quen thì chị không có cần đánh dấu ha. Đây mình chị nhắc lại nè ha, lượt á thì lượt lai quần cũng vậy. Đây quần tây cũng vậy ha, quần ống xéo quần gì cũng vậy. Nếu mình lượt thì mình bắt từ đường trong đường ráp đáy này nè, chứ đường sườn này nè, mình lượt ra để mà khi mình may á nó nhanh. Mình chỉ nhìn đường lượt là mình theo đường lượt, là mình biết cái chỗ này là cái phía trong nằm hai cái đường chấp chỉ, nó nằm phía trong của cái ống quần, nó không có bị xấu. Còn nếu mà cương lượt cương bắt đầu bên đây, cương may từ bên đây, đường chấp nó sẽ nằm ngoài phía bên ngoài bên hông, mình sẽ lộ đường chấp chỉ, nó sẽ xấu. Rồi mình lượt lai lên. Lượt lai cho nó đều nhau. Tại vì cưng biết sao là phải lượt không? Thường chị không lượt lai, lai quần lai áo gì chị không lượt, chị lên là chính xác, chị không cần phải lượt. Mà ở cái lai này là chị lượt là bởi vì mình ủi keo á. Mình ủi keo cái phía bề mặt nè, nó không giãn nữa, mà phía bề trái mình nó vẫn còn giãn tự do nè. Cho nên nếu như mà mình không có lượt á thì mình mai nó dễ bị lùa giãn. Chị mai nó sẽ không lùa, nhưng mà mấy đứa cưng mai nó sẽ bị lùa. Nó lùa, nó gợn, cái ống quần nó sẽ xấu ha. Cho nên là chị lượt. Hôm đó là chị cộng lai lớn hơn cái này nha. Nhưng mà tại vì là chị định là mai lai bình thường, mình mai hai đường chỉ mai ngang thôi. Nhưng mà chị nói thôi, quyết định đã làm cái áo thiêu nó đã cực rồi, nó đã tốn công rồi, thôi chị làm cái lai áo, lai quần luôn cho cái áo bộ đồ cho nó nổi hơn một chút, tại màu nó hơi tối nè. Mình lên cái màu 8-10 với cái ống quần, chứ mình không có làm màu tiệp y, mà mình cũng không làm màu sặc sỡ quá, cho cái bộ đồ mình nó điệu điệu nhưng mà nó nhã nhặn, nó không có bị màu mèo quá. Rồi mình lượt xong ha. Lượt xong rồi, bây giờ trước tiên nếu như mà cưng, mấy đứa cưng sợ nha, mấy bạn mà mới vô luôn ha, mấy bạn mà mới sử dụng cái máy dít dắt, mới sử dụng cái máy thiêu sợ thì lên like cho chị luôn, mai một đường ra cho chị luôn. Rồi xong một hồi qua máy kia mới chạy. Còn chị quen chị không mai nha, mai mất công nó tốn thêm một đường, chị qua máy bên kia chị làm luôn. Con này con chuột gì phút này, con rùa chứ con chuột gì. Nó giống con rùa hơn. Rồi bây giờ mình thay chỉ nha, chị chọn cái chỉ nó sáng hơn cái quần một chút, 8-10 với cái quần để cho nó nổi cái đường thiêu nhẹ lên. Chừng nữa chị thiêu chị cũng chọn cái bông màu đó để cho nó khớp với bộ đồ mình ha. Nó không có quá lè lè mà nó dễ thương thôi, nó nhã nhặn thôi. Thì bạn nào mà có cái máy thiêu mà cần hướng dẫn sử dụng thì mấy bạn cứ liên lạc thì chị sẽ hướng dẫn giùm cho ha. Chị không có lấy tiền lấy bạc gì hết.
Tại vì đôi khi mấy cái máy mấy bạn không có kinh nghiệm sử dụng mà không dám chỉnh tới chỉnh lui đâu. Chỉnh cái sợ nó bị hư á. Cái con số cái này không được. Cái máy thiêu á, thường là cái kim á, cái lỗ kim nó nằm phía trước. Là mình bắt phía trước mình xỏ này, chứ không mình không có bắt bên hông như cái máy may. Xong mình sẽ chạy thử nha. Hôm nào chị sẽ làm một cái clip để chị hướng dẫn sử dụng máy là chỉnh làm khuy thế nào, chỉnh thiêu thế nào á, rồi mấy bạn tự mày mò ở nhà tập nha. Bây giờ thì chưa có thời gian. Chạy ngoài giày chuyển cái trắng này để cho dễ. Mình chuẩn bị cái giấy ha, thường là chị xài giấy A4. Bữa nay cái giấy này đọc sẵn này. Nhỏ hơn. Đây là mình sẽ may cái lai quần mình cái đường như thế này đây. Nếu như mà mình muốn may cho cái đường này nó nhỏ lại nó dễ lắm nha, để chị hướng dẫn cho mấy đứa em xem nè. Cho nên mấy đứa em cứ mạnh dạn hỏi, tại vì cũng có mấy bạn hỏi chị mà mấy bạn nói là mấy bạn không có nói chuyện được, mấy bạn đang bị viêm họng này nọ đấy ha, thì là không sao, thì là đợi lúc nào mấy bạn khỏe lên thì mấy bạn gọi hỏi thì chị sẽ hướng dẫn nha. Tại vì nhắn tin thì chị không có đủ thời gian, chị bận lắm. Chị nhắn nó sẽ lâu, mình hướng dẫn trực tiếp luôn, mình gọi video mình trực tiếp luôn, mình nói chuyện ha, để cho mấy em nắm rõ nhất ha. Còn nhắn tin thì nhắn làm sao mấy em hiểu hết được. Đây là cái này là mình làm nhỏ hơn nè, thấy không nè, nó nhỏ hơn nè. Mình muốn nhỏ hơn nữa thì mình chỉnh nhỏ hơn nữa ha. Còn chị thì chị làm cái bảng lớn nha, 5 ly chứ chị không làm nhỏ. Rồi bây giờ mình vô cái lai quần của mình luôn. Rồi mình vô mình bắt đầu luôn ha. Đơn giản lắm, giống như y mấy đứa cưng may vậy thôi à, giống y như mình tưởng tượng mình đang may đường may thẳng thôi, nhưng mà mình phải kê miếng giấy để cho cái đường chỉ nó đừng có nhíu cái ống quần mình lại. Giấy báo cũng được nữa nha. Mấy đứa cưng nên giấy, mấy đứa cưng nên xẻ từng miếng vậy nè, cho nó vừa vô cái lai quần của mình. Chị tại vì chị gấp quá đó, người cái chị không có thời gian, chị làm chị lấy chị ẩu gì lấy lên đây đại đó, chị không có chuẩn bị đó. Lấy kéo mình rọc nó kỹ nha, lấy kéo rọc nha. Còn chị gấp này là chị gấp, chị sợ mấy đứa cưng chờ lâu. Rồi xong mình cần kê tiếp, mình kê vô tiếp để mà mình chạy cho đến hết cái lai quần, giống y như mình may thôi, không có gì khó hết. May đồ cho các mẹ, mình may đồ cho mẹ thì mình may mình chạy cái đường này hơi lớn, cái xong cái mấy đứa cưng may cho đồ mà em bé, hai mẹ con á ha, cái đồ em bé cái cưng chạy nhỏ hơn một chút. Cưng kềm thì cưng, lúc mà cưng kềm mà cưng chạy thì cưng nhớ là cưng cầm cái lớp vải này nè, cưng cầm cầm ngang cái kim, ngang mũi kim mình làm cưng lùa ra phía trước trước, chị lùa đó mà tại mấy cưng không thấy đó, chị lùa ít hơn tôi cũng không thấy, tại chị cố tình chị kéo cho tụi cưng hiểu đó ha, là nhớ lùa lên như vậy nè để nó bị gọt. Cái này là Diệp mà coi cái này nha, Diệp Diệp coi cái này thì Diệp chỉnh lại cho chị cái bộ đồ của Diệp vừa may đó ha, là tại vì cưng không có kềm giống như chị đó, cưng cứ kềm tự nhiên là cho nên cưng may nó bị dập đó.
Nè cưng kìm như thế này, cưng kéo này lên ha, mấy bạn mà may đồ kiểu mà may nó bị dập mà chị kiểm bài chị nói ha, mấy đứa cưng kéo này đi trước rồi tụi cưng may là nó không bị, còn tụi cưng để tự do là may nó sẽ bị nha, nó bị mấy cái gợn nhỏ 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 mà dịp hỏi chị đó. Cứ làm vậy thôi à, chứ nó dễ lắm mà. Chị làm xong rồi mấy đứa cưng nhìn cái đường kim với lại nhìn cái hiệu ứng ha. Mấy bạn mà không có máy dít dắt thì hôm nào mình hướng dẫn cho làm tay, mà làm kiểu khác chứ không phải kiểu này. Mình trang trí nó vẫn đẹp, có điều là phải mất thời gian. Thời gian nghe chứ, mất thời gian bao nhiêu là bao nhiêu, không có sao. Tại vì cái người mình làm cho đồ cho người mình thương thì mình không có gì phải ngán hết. May cho mẹ, cho con của mình, cho con gái mình hoặc cho mẹ của mình là mình may cực cỡ nào mình cũng không thấy cực hết. Cái ống quần này luôn ha, chị ủi cái like luôn để cho mấy đứa em xem khi mà mình làm xong rồi mình ủi rồi cái ống quần mình cái dốc dáng nó xòe như thế nào ha, nó thẳng thốn hay không ha. Giờ chị cắt ra thôi. Rồi mình qua bên kia mình ủi. Phúc qua bạc bằng ủi trước đi Phúc. Nãy chị quên chứ thôi chị để luôn. Gỡ cho nó hết giấy nha, nhưng mà chờ chị không có gỡ hết, để chị ủi xong rồi chị ha gỡ luôn. Đây ha, chị thiêu đây, khi chị may xong rồi là chị sẽ hướng dẫn thiêu thiêu áo. Này chị thiêu tay nha. Giờ mình ủi. Hồi gỡ sao để gỡ rất là nó lâu. Cái giấy mình chiêm lên là để cho mục đích là cho nó thẳng. Nó không có bị nhíu ở bề trái, mà nó bề mặt nó cũng không có bị gút lại, nó không bị nhíu lại. Đồ thun này chị vẫn thêu được luôn, chị rô đê chị thêu hết nguyên bộ được hết. Có điều là xử lý nó cực thôi, mình phải đệm, mình phải keo này nọ, nó cực thôi. Rồi mình ủi cái đường sườn này luôn ha. Ở cái dải thun nó dễ ủi lắm nè, cưng mai thẳng xong cưng ủi cái là nó sát rạc à. Còn cưng mai cong là cưng ủi lên nó không được, nó có giận. Đây tự động tới đây là nó chẻ ra luôn ha. Rồi tới cái túi thì tự động nó qua một bên, cái túi thì mình để qua một bên hết. Cái túi thì mình để đường mai qua một bên luôn.
nước nó ra ít thiệt luôn. Rồi mình xong rồi ha. Cái chị ủi cái lai cái này, này quan trọng là cái lai này không ủi là nó vẫn đẹp. Cái này nó có cái chỉ bóng nữa nha, cái ở đây là chị xài chỉ thường đó, chị xài chỉ thường của mình đó, còn mình thích cái đường này nè nó bóng lên thì mình mua chỉ bóng mình làm, chỉ thiêu máy nó bóng lên, còn mình thích chạy kim tuyến á, mình thích làm cái đường kim tuyến thì mình sẽ lấy kim tuyến mình làm. Đây cái lai đã xong rồi rồi ha. Rồi vậy là mình kết thúc cái video ở đây, rồi lần sau chị sẽ hướng dẫn ráp cái phần tiếp theo.